rồi xin chào các bạn nha xem hôm nay mình sẽ có những chiếc xe gì để chơi này các bạn. À, các bạn thấy không? wow một chiếc máy bay được thêu màu xanh này, à, máy bay được thêu màu vàng này các bạn. Ừ, lại là một chiếc xe điều khiển màu vàng luôn này các bạn. Mình xí. wow vẫn còn pin nha các bạn. À, một chiếc xe điều khiển màu vàng. ok. Ừ, thêm một anh siêu nhân đây, với một cái sống này. À, một anh siêu nhân này nha. Hmm, một cái sống này nha quá đã luôn rồi. <laughs> rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ cho tất cả các xe này chạy nữa nha. rồi ok theo chân mình. wow wow một chiếc mô tô bốn bánh này các bạn. quá dữ luôn. lại làm con tôm nữa nè. rồi ok về đây mình sẽ cho chạy thêm thử tốc độ có nhanh bằng những chiếc xe ngồi kia không nha các bạn và à, đây là một chiếc xe <laughs> wow xe đây là à, một chiếc xe 4 chỗ này các bạn ừ. một chiếc xe 4 chỗ mèo cam nha các bạn ơi lên đường ừ. Ừ. wow khá xa luôn các bạn ơi <laughs> chiếc xe màu cam nó chạy khá xa luôn ơi tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe mô tô wow <laughs> một chiếc xe polo bolic nha các bạn wow xe cảnh sát xe bốn bánh quá dữ luôn các bạn rồi <laughs> tốc độ wow quay đầu xe luôn tổng khá mạnh nên bà bị quay đầu xe luôn nè các bạn <laughs> quá dữ luôn uhm, đây và đây mình có một wow cũng là mình biết khá là dễ thương luôn đây Ừ, lại có bánh xe này các bạn xe à, con lên mình biết có bánh xe mình sẽ chạy thử luôn đó ừ, cũng lên biết chạy yếu quá rồi đó. wow ơi ừ, thì một chú tôm đây wow một chú tôm thường là có đèn sáng như đèn hết sáng luôn các bạn ơi ừ. wow, chú tôm quá dữ luôn à, càng khá to luôn các bạn oh. Ừ. Ừ, tiếp tục à, bây giờ mình có xe gì đây mm. rồi mình sẽ cho chạy một chiếc máy bay trực thăng này các bạn rồi tại, tờ, tới, tờ, tới, 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 ok cho chạy thử ừ. Mm. wow oh, wow một chiếc máy bay chạy không thể đi xa được chỉ chạy <laughs> vòng tròn thôi các bạn mm. quá dữ luôn mm. rồi một chiếc máy bay trực thăng màu vàng nữa nè bạn xem thử chiếc máy bay này có chạy vòng tròn giống chiếc máy bay này không nha lại là chạy vòng tròn nữa wow này quá dữ rồi quyên nay mình vừa mình chọn xe nào ta đây một chiếc xe bán tải này bán tải hiệu sáu bảy này các bạn ơi xem thử xe bán tải này chạy tốc độ không nha Ừ. wow đúng là tốc độ thì các bạn ơi <laughs> lật luôn <laughs> chạy xem lật bánh Vĩnh hai cái bánh ở trên tàu luôn nè các bạn ơi ừ. tiếp tục ừ. wow một chiếc xe màu xanh lá chuối xe này bốn chỗ wow qua động cơ này các bạn động cơ này dưới đây này ừ. mình sẽ test thử xem động cơ hoạt động tốt không nha wow Ừ, động cơ hoạt động khá tốt này các bạn ừ, mình sẽ chạy thử thôi ừ, không động cơ hoạt động tốt nhưng mà sao chạy lại ta xem thử coi chạy lại đi oh, wow tầm trúng chiếc xe cảnh sát xe mô tô bốn bánh luôn các bạn lắc luôn ừ, xe đùa quá dữ xe đùa Ừ. mình sẽ test lại một chiếc xe 7 chỗ nữa đi đây. đây một chiếc xe 7 chỗ hình 7 xếp cầu vòng 1 2 3 4 5 6 6 xếp cầu vòng nha các bạn ừ. bản số si của nó là 06 rồi ok rồi bắt đầu mình sẽ đi thôi đi được ừ. wow khá giỡn tầm trúng <laughs> cửa quay luôn đầu si lại luôn nè các bạn <laughs> quá dữ rồi các bạn ơi vào wow, chiếc điều khiển rồi sẽ để một chiếc điều khiển và một anh siêu nhân đứng canh một chiếc xe điều khiển nha các bạn Đấy. rồi cho nằm trên xe luôn ok rồi tiếp tục một chiếc xe bản số xe số 1 luôn nha các bạn wow một số 1 luôn Ừ, chiếc xe này là một chiếc xe 4 chỗ này như sport này các bạn khá dữ dằn luôn rồi wow, xe này chắc chạy mát lắm các bạn wow. wow bánh đà khá là tốt động cơ khá là chắc chắn thôi mạnh mỹ wow <laughs> từ 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 lại wow à, các bạn thấy động cơ đá chưa mình gọi là xe đua chứ đây, ha, rồi à, à. mình tìm được một chiếc xe, Bản số xe số 911 luôn nè các bạn, hmm. xem thử xe này có đi sao không nha, hmm. wow, đi tông vô trường lui trở lại luôn, hmm. quá dữ luôn, Rồi các bạn, ơi tiếp tục, hmm. đây mình có một chiếc xe mèo nâu này các bạn ơi, hmm. bạn. Ôi, xe này không có bảng số xe xe này sẽ bị công an bắt thôi mình sẽ chạy tốc độ thêm ừ. rồi xe này bị hư rồi, rồi không cơ động cơ yếu quá không có bản số xe động cơ khá là yếu rồi đây đây là một chiếc xe bản số xe số 45 nha các bạn đó ừ. Wow, khá dữ luôn. Uhm, một chiếc xe bản số xe số 45. Rồi, xin chạy tốc độ. Wow. Tầm trống con không lên luôn rồi các bạn. Rồi, xe bảy chỗ trong tống con xe không lên luôn. Xe đau khá là mạnh đây các bạn. Rồi, các bạn sẽ muốn chạy xe nào nữa các bạn. Ừ, uhm, xe nào đây? Uhm, đây. Đây, wow, một chiếc xe bán tải nha các bạn rồi một chiếc xe tăng tải có hình ngôi sao này wow xịn là giống xe của quân đội quá các bạn ơi ừ. à, người ta xe của quân đội rồi he yeah, xem thử xe chạy ngon không nha wow cũng xe chạy ngon tốt các bạn xe tới đó đua được rít luôn ừ. wow cầm tống chiếc xe đua mày cam luôn rồi tiếp tục mình sẽ chọn xe nha các bạn wow đây có một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi xe à, trộn xe trộn bê tông màu đen nha màu vàng nha đó rồi cái trộn bê tông đây màu đen và một chiếc xe màu vàng mình sẽ chè thử, wow động cơ khá là tốt ừ wow tới đó dừng rồi bạn xe trộn bê tông chữa đồ chữa bê tông khá là nặng luôn bạn à rồi wow Thôi mình sẽ lấy một chiếc xe cuối cùng là một chiếc xe 7 chỗ nữa này các bạn ơi Wow Hiệu bản số xe số 45 ừ, Mình sẽ cho xe tốc độ chạy mạnh lúc Wow <laughs> Quá dữ ừ.